Chào các bạn nhé. Thì ở cái mình có làm một cái list về series về tư vấn về đồ án tốt nghiệp. Thì ở những cái video, hai video trước đấy thì một là mình đã định hướng về một số tính năng nổi bật của một cái đồ án về website. Hai là gì? Hai là cái phần là tư vấn chọn đề tài. Đấy. Thì ở video này mình sẽ tiếp tục. Mình sẽ tiếp tục làm tiếp một cái phần nữa là gì? À, mình sẽ đi cụ thể hóa nó bằng cách là mình sẽ phân tích đồ án về website bán hàng. Đấy. Trước đấy thì mình mới chỉ nói sơ qua thôi, nói sơ qua là đề tài nó như thế nào, rồi bố cục nó làm sao các kiểu. Thì ở hôm nay mình sẽ phân tích sâu hơn, mình sẽ phân tích cụ thể hơn để cho các bạn cũng sẽ hình dung ra được một cái đồ án website bán hàng thì mình cần làm những gì, những tính năng nào cơ bản, những tính năng nâng cao để có thể là khi mà các bạn lựa chọn một đề tài về bán hàng mà bị giáo viên cũng như là cụ thể hơn là giáo viên, thì giáo viên sẽ không đồng ý cho các bạn làm một cái đề tài website bán hàng đấy thì bạn phải làm sao? Thì các bạn sẽ phải phản biện lại cũng như là đưa ra những cái tính năng là nổi bật, đặc thù để có thể thuyết phục được giáo viên cho các bạn chọn cái đề tài website bán hàng làm đồ án. Đầu tiên thì một cái website bán hàng thì các bạn cũng phải phân ra được là bạn có bao nhiêu các là bao nhiêu action, bao nhiêu các thực thể, bao nhiêu người có thể tác động được vào đấy. Ở đây thì ví dụ như khi mà các bạn làm một mô hệ thống lớn thì các bạn có thể phân chia ra khá nhiều mục. Mình có thể ví dụ như là đối với một cái website bán hàng cơ bản thông thường mà mình đang làm nhá, tức là mình đang làm đồ án cho các bạn ấy, thì là gì? Nó sẽ có bao gồm các phần như là một là gì? Đây, một bao gồm là người dùng. Đấy. Người dùng ở đây có nghĩa là đã đăng nhập nhá, đối với là khách hàng. Khách hàng đã đăng nhập nhá. Tiếp theo là gì? Khách vãng lai, quit. Tức là khách không hoặc chưa đăng nhập. Đấy. Thứ ba nữa là gì? Admin. Admin ở đây có nghĩa là người có thể create or update dữ liệu. Đấy. Thì là gì? Hai cái ông này có một cái đặc điểm chung là gì? Sẽ có những cái tính năng mà sẽ có những cái tính năng mà hai ông này nó sẽ chung nhau. Ví dụ như là hai ông này có thể hai này có thể chung nhau với các tính năng như là ví dụ như ở đây người dùng thì có thể người dùng thì nó sẽ phải thông qua những cái bước như là đăng ký, đăng nhập. Đấy, để có thể là gì? Để có thể vào để có thể hoàn thành được trở thành một người dùng thì họ sẽ phải thông qua những bước là đăng ký, đăng nhập. Đây, cái này đúng là mình sẽ phải ghi ở đây này. Đấy. Sau khi đăng ký đăng nhập xong thì nó chuyển về thành người dùng. Đấy. Tiếp theo. Mình không 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 rành mấy cái này nên là lúc chỉnh mãi mới được. Tiếp theo là gì? Người dùng ở đây nó có thể người ta có thể là gì? Cập nhật thông tin này.
thông tin này. Rồi 4, ứng dụng cập nhật thông tin. Tiếp theo này, xem thông tin đơn hàng mà mình đã đặt. Đấy. Tiếp theo nữa là gì? Hủy đơn nếu đơn chưa được xác nhận. Ở đây cái bước hủy đơn này là ở đây có nghĩa là gì? Thông thường thì khi mà một đơn hàng mình sẽ để rất nhiều trạng thái là đã xác nhận, đang vận chuyển hay gì đấy, thì ở cái bước hủy đơn này thì người dùng có thể hủy một cái đơn hàng người ta đặt khi mà người ta đã kiểu như TLC hay như bên hệ thống admin nó chưa, họ chưa gọi đấy, thì người ta vẫn có thể được hủy được. Tiếp tục theo dõi thông tin trạng thái đơn hàng của mình đấy. Tiếp theo là gì? Có thể xem được là sẽ có là xem lại các sản phẩm mình đã xem đấy. Tức là ở đây các bạn để ý thấy là ở một số hệ thống bán hàng e-commerce trên sàn Tiki, Lazada, nó họ sẽ có những cái tính năng như là khi mà các bạn đã xem những sản phẩm rồi thì người ta sẽ lốc lại, mà sau các bạn vào thì nó sẽ hiển thị luôn những cái sản phẩm các bạn vừa xem ấy. Đâu nhỉ? Trước nó có mà giờ mình không biết là nó họ để lại đâu. Trước là nó cái đợt cái giao diện cũ ấy, thì thằng này nó sẽ có. Giờ có thể là tạm thời người ta đang cần hoặc là người ta thay đổi mới thì mình đang chưa chưa tìm được ra. Ok. Ở đây chỗ cái phần cập nhật thông tin này thì các bạn cũng có thể làm tiếp một cái phần nữa như là gì quên mật khẩu này, restart mật khẩu đấy, vân vân, nó có khá là nhiều tính năng. Tiếp tục đối với phần ở người dùng này thì người ta có thể là xem thông tin sản phẩm qua các trang như là trang chủ, trang danh mục này, chi tiết này, tìm kiếm này, đấy. Tiếp theo nữa là người ta có thể mua hàng, đấy. Ở đây thì mua hàng ở đây thì mình cũng có thể có hai hình thức là không cần đăng nhập thì người ta vẫn mua được hàng và đăng nhập thì vẫn mua được hàng, đấy. Đấy, mình sẽ phải ghi tạo giỏ hàng trước nhé, giỏ hàng. Update thông tin giỏ hàng bao gồm cập nhật, xóa hay hủy, cancel gì đấy. Ok. Tiếp theo là gì? Đặt đơn hàng. Đấy. Và gì? Có tích hợp. Ở đây hệ thống của mình sẽ gì, các bạn cũng có thể là tích hợp thanh toán online. Đấy. Trong cái đặt đơn hàng này thì các bạn có thể là gửi email xác nhận này, một là gửi email xác nhận này, hai là gọi điện hoặc con số điện thoại để xác nhận đơn hàng. Đấy. Tiếp tục nữa là gì? Tiếp tục là ở đây chỗ nào này tích hợp thanh toán online thì các bạn có thể sử dụng những cái hình thức phổ biến như là mình hay dùng là VNPay hay là ngân lượng chẳng hạn. Đấy. Còn tiếp tục những cái tính năng
Đây. Và ra thì với đối với những người dùng thì mình có thể thêm hệ thống như là put notification thông báo về trạng thái khởi tạo đơn hàng. Khởi tạo đơn hàng. Đấy, vân vân. Đấy, sơ bộ nó cơ bản nó sẽ là như vậy. Ngoài ra tiếp tục ở trong mình sẽ đi sâu hơn về trong admin thì mình làm như nào nha. Mình làm như nào chả nhớ nữa. Đây. Đây, này mình bấm gì đây? Đối với là admin thì gì? Sẽ quản lý thông tin dữ liệu của website. Ở đây vì sao mình đã ghi quản lý thông tin dữ liệu của website thì ở đây các bạn sẽ bao gồm quản lý khá là nhiều cái thông tin. Bao gồm gì? Quản lý sản phẩm này, danh mục này, quản lý ở đây bao gồm thì các bạn sẽ bao gồm quản lý thêm rồi xóa hết luôn nhé. Danh mục này, user này, đơn hàng này, chi tiết đơn hàng này, thống kê, báo cáo thống kê này, thống kê này, post email, put notification. Đấy. Ngoài ra thì các bạn mà làm cao siêu hơn nữa thì các bạn có thể là hệ thống phân quyền. Hệ thống phân quyền. Phân quyền. Cho admin. Đấy. Nó khá là lớn. Tiếp tục là gì? Ngoài ra, đấy các bạn muốn làm cao siêu hơn nữa thì các bạn có thể làm một số tính năng như là gì? Các bạn mà làm cao siêu hơn nữa thì các bạn có thể làm thêm một số tính năng như là mình đã nói, như là ví dụ như các bạn làm thêm một cái phần như là chat. Đấy. Chat giữa khách hàng và admin. Chat giữa khách hàng và người bán. Ở đây nếu mà làm ở phần đối với phần người bán này thì các bạn sẽ phải làm thêm một phần nữa là nhà cung cấp. Nhà cung cấp hoặc là các bạn phải làm thêm một supplier giống như một cái kênh bán hàng giống như thằng Tiki này này. Đấy. Tức là gì? Tôi vào cái kênh, một cái kênh bán hàng một cái sản phẩm nào đấy. Đấy. Các bạn vào một cái sản phẩm nào đấy, các bạn muốn chat với cái, đây là cái shop này này, đấy. Đây, các bạn muốn chat với cái shop này, đấy. Thì các bạn sẽ phải làm một cái phần mục là quản lý cái shop này. Nó cũng khá là to ấy.
Đấy, thì khi đấy thì cái chat này thì bạn sẽ chat luôn với nhà cung cấp. Đấy. Thì đây là một trong những cái tính năng. Đây mình chỉ vẽ ra thôi, Ngoài ra thì nó có thể đẻ ra khá là nhiều cái nữa, nhưng mà thông thường thì các bạn sẽ phải có để thu hút được nhà tuyển dụng, để thu hút được giáo viên thì các bạn chỉ cần checklist ra những cái tính năng như này thôi. Thì mình cũng sẽ đảm bảo được, những cái tính năng như này thì chỉ là phải 80 đến 90% là các bạn sẽ được chấp nhận chọn đề tài với xe bán hàng để được làm đồ án đấy. Ngoài ra thì các bạn có thể chọn gì, một số cái gọi là một ngành khác như là gì, xây dựng một cái app. Các bạn phải chú ý nhé, bởi vì nếu mà xây dựng một cái app ấy thì nó sẽ có nhiều cái phần hơn nữa. Ví dụ như là để mà làm được app thì ông phải có vừa code được frontend, tức là frontend ở đây là vừa code được app, ông phải vừa code được API đấy. Ngoài ra thì ví dụ ông code API thì cái phần admin của ông làm trên đó, admin thì mình không thể là trong app, app chỉ là cho người dùng một client thôi. Thì gì, thì các bạn phải build thêm một cái trang admin nữa. Mà cái admin đấy thì ngoài ra các bạn, một là các bạn có thể dùng một số cái framework frontend như là React hay là Vue hay là Angular. Còn không thì các bạn lại phải sử dụng Laravel hoặc là Node.js hoặc là Java chẳng hạn, hoặc là ASP.NET. Đấy, thì để ví dụ như ở những đề tài mà liên quan đến app ấy, nó cũng khá là lớn nếu mà các bạn biết phân tích và chọn các nền tảng công nghệ. Thông thường thì làm app thì các bạn sẽ làm team hơn, còn làm website bán, xây dựng cái website bán hàng thì thông thường chỉ là một cá nhân thôi, còn làm app thì thông thường phải làm team tầm 3 4 người, thì mỗi người đảm nhiệm một một mảng, ông làm app, ông làm web, ông làm API, ông làm backend, ông làm frontend gì đấy. Thì khi đấy các bạn có đủ nguồn lực, đủ thời gian để làm đấy. Thì ở video tiếp theo thì mình sẽ phân tích những cái tính năng và tất cả những cái công nghệ ở trong một cái app mà thông thường các bạn hay dùng, cũng như là để hoàn thành được một cái đồ án về xây dựng một cái app gì đấy thì các bạn sẽ phải cần những gì, cũng như là cần những nắm nắm vững được những cái công nghệ gì, hay là gì, hay là ví dụ như các bạn làm teamwork thì các bạn nên phân việc cho các thành viên trong team như thế nào để có thể hoàn thành được cái đồ án như vậy. Đấy, thì quay lại với ở cái đề tài này thì khi mà các bạn chọn một cái xây dựng website bán hàng như này thì các bạn có thể sử dụng các nền tảng như là mình chỉ dùng thuần như Java không thôi, hoặc là ASP.NET không, hoặc PHP hoặc Node.js, không cần một cái framework frontend nào cả. Đấy, hoặc là gì, hoặc ví dụ như ở đề tài này các bạn có thể làm teamwork được. Nếu mà các bạn làm teamwork thì các bạn có thể chia thành một frontend và backend. Đầu frontend thì làm về React hoặc là Angular. Thông thường thì các bạn nếu mà làm web thì các bạn nên làm trên con React.js. Đấy. Tiếp theo là gì? Đối với phần backend thì API thì các bạn sẽ phải có một người để viết API. Thì API thì các bạn có thể viết về Laravel hoặc là Node.js cũng được. Nếu mà các bạn thông thường các bạn làm về React hoặc là những cái framework của frontend rồi thì nên chọn Node.js để viết, bởi vì nhiều lúc các những cái cú pháp nó sẽ tương đồng nhau. Đấy. Tiếp theo nữa là các bạn sẽ phải build một cái trang admin để quản lý thông tin. Đấy. Hoặc là các bạn cũng có thể là build admin bằng chính con React.js nó cũng được, trực tiếp với con frontend của các bạn cũng được. Đấy. Thì cái đấy là do kiểu do yêu cầu, cũng như là do các bạn có đủ kỹ năng hay là đủ cái thông tin hoặc là đủ cái nghiệp vụ để làm hay không thôi. Và bây giờ như các bạn mà không cảm thấy bận rộn, mà không đủ thời gian, không đủ nguồn lực làm, thì có thể liên hệ với mình. Thì mình sẽ cân mọi thứ cho các bạn. Đấy. Ngoài ra các bạn có thể join vào cái kênh đồ án của mình nhé. Đây, kênh này. Đợt này thì đang mùa đồ án nên là cái lượng 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 người dùng được quen vào cũng khá là lớn. Cũng đang còn tăng trưởng. Đấy, các bạn có thể vào đây là group của mình nhé. Đấy. Thì các bạn có thể vào đây để có thể nhận được những các thông tin khác, những cái chia sẻ khác mà mình có thể chia sẻ ở trên group này.